Lời khai của nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương, cơ quan công an xác định hai nghi can trong vụ án này là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Hữu Thủy, sinh năm 1992, ngụ ở huyện Di Lộc, tỉnh Nghệ An. Sau gần 72 giờ tập trung điều tra, chiều nay, mùng 7 tháng 5, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an. Công an thành phố Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản sau đó sát hại một bác sĩ vào ngày mùng 4 tháng 5 tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An. Cơ quan công an xác định hai nghi can trong vụ án này là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và Nguyễn Hữu Thủy, sinh năm 1992, ngụ ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Lực lượng chức năng đã phối hợp công an thành phố Dị An bắt giữ Nguyễn Văn Đông khi đối tượng đang trốn tại Dĩ An, Bình Dương. Bên cạnh đó, một tổ công tác đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Hữu Thủy tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, đồng khai do không có tiền tiêu xài nên hai đối tượng điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản. Khi đến trước khu vực khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, Nguyễn Hữu Thủy phát hiện một xe máy đậu trước tiệm thuốc tây của bác sĩ PVT nên đã tìm cách chiếm đoạt, bị bác sĩ P vt phát hiện tri hô và xông đến bắt giữ thủy đã chống trả quyết liệt và đâm một nhát vào vùng ngực nạn nhân sau đó lên xe của đông chờ sẵn và tẩu thoát nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó hiện cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án thanh hóa điều tra vụ nổ súng trong đêm khiến một người tử vong do mâu thuẫn nguyễn hữu anh dùng súng bắn người anh họ khi người chú ruột can ngăn anh liền dùng súng bắn khiến chú ruột tử vong Chiều mùng 7 tháng 5, Đại tá Khương Huy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến một người tử vong và đã bắt giữ đối tượng nổ súng. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày mùng 6 tháng 5 tại gia đình ông Nguyễn Hữu Châu, 51 tuổi, trú thôn Thiện Chính, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn. Vào thời điểm trên Nguyễn Hữu Anh, em họ ông Châu có mâu thuẫn với nhau dẫn đến cãi vã, xô sát. Sau đó, anh dùng súng tự chế bắn vào ngực ông Châu khiến ông bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó khi ông Nguyễn Hữu Hát, chú ruột của anh sang can ngăn thì bị anh dùng súng bắn vào người khiến ông Hát tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Triệu Sơn, công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nghệ An, kinh hoàng chồng dùng dao cứa cổ vợ tử vong phát hiện trên người chồng có nhiều vết máu. Người thân kiểm tra trong nhà thì bàng hoàng thấy người vợ đã tử vong với vết dao cứa ở vùng cổ. Chiều mùng 7 tháng 5, ông Phan Hoàng Thụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15 giờ chiều nay, mùng 7 tháng 5, hàng xóm phát hiện trên người của Ngô Văn Nở chủ xóm 9, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, có nhiều vết máu trong lúc đi từ trong nhà ra. Ban đầu mọi người cứ nghĩ nở, ngã bị thương, tuy nhiên sau khi kiểm tra xung quanh, người thân bàng hoàng phát hiện chị Trương Thị Tê, vợ của nờ đã tử vong trên giường với vết dao cửa ở cổ. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Yên Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngô Văn Nờ sau đó đã đến đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ, ông Thụ cho hay.